nhưng mà nhờ đứng bị bảo vệ nó quấn dây chân đúng rồi đúng rồi đúng rồi con số thì là của chú chị nha nhà. Tại à, cái lên một cái xe điện đang di chuyển về cái đền kim điện dứt vàng như của chú chị. Dạ. Bây giờ trong khi lên xe không xong lốp thì hôm nay chị này tôi tự thấy cũng khá là hay hay chú chị này. Quá trời mưa. Chị xem hết các thứ đi của em, kể cả em đi vào sinh nhật ở trại giam chị cũng biết. Là vì cái tặng quà cao cột là tặng giam biết chị ấy. Các bạn cứ bảo em cứ nói chuyện với chị hàng, em sẽ cho chị xem cái đoạn video mà các chị tổ chức sinh nhật ở đây. Nó có kể với chị hàng mà chị hàng xem được rất là nhiều clip mà mình phản thiện đấy. Đánh nhau chửi nhau với bọn luôn đấy. Ôi hạnh phúc lắm, đậu đánh thân hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trong đời. À mấy chị mình ở Hà Nội hả mấy chị? Hải Phòng hả? Là mấy chị mình nãy nói là hết là bao nhiêu đây là một bộ đoàn luôn hả chị? Là vừa rồi là có đi sinh nhật của cô Hằng, có được hỏi nến gì ở ngoài hả? Phải không? Em không muốn được phòng. Mấy chị mình này hai phòng như cô chú chị hả? Không có phòng, con. Để mà vừa mới bóng xong hôm nay đây. Không có, chị bóng xong là chị vừa mới hết có cái đứa đó nó vừa trả. Nào xin chào đầu Thanh Tâm, chào tất cả mọi người. Đầu Thanh Tâm yêu bằng với Phương Hằng bằng cả trái tim nhá. Yeah. Gặp chị Hằng vào ngày 26 tháng 1 năm 2022 lúc đấy là sinh nhật chị Hằng tại sân đi bộ của Đại Nam. Và sau đấy gặp đấy là lần đầu tiên và đến khi chị Hằng bị tạm giam được ngày 26 tháng 1 năm 2023 chị Tâm lại bê bánh sinh nhật vào sinh nhật chị Hằng tại đường đi bộ của Đại Nam. Và đến bây giờ Tâm đứng ở đây Tâm vẫn rất yêu quý chị Nguyễn Phương Hằng. Yêu vô cùng vì chị Hằng là một người có một cái sức hút rất là mãnh liệt đối với những người lương thiện. Khi mà người ta tử tế, người ta làm những việc tử tế cho đồng bào mình, cho đất nước mình, có những quý mổ tim này, rất là nhiều việc làm tốt đẹp thì mình yêu quý. Mãi mãi yêu bà Nguyễn Phương Hằng, đầu Thanh Tâm mãi yêu quý bà Nguyễn Phương Hằng nha mọi người. Rất yêu quý chị Nguyễn Phương Hằng luôn. Yeah. Mấy chị mình ở Hải Phòng cô chú gì ha? Dạ. Đoàn mình đi gồm có mấy chị à? Chị ơi, mấy chị, đoàn mình đi tất cả là bao nhiêu người? Nhiều lắm, Hà Nội bay vào nhiều lắm. Dạ. Hà Nội bay vào đây hàng trăm người cơ. Wow. Hàng trăm người bay vào đây để gặp chị Nguyễn Phương Hằng. Dạ. Và đầu Thanh Tâm trong cuộc là sống hơn 40 năm, hôm nay là ngày hạnh phúc nhất vì được nắm tay chị Hằng, được sờ vào cái hòn kim cương 65 carat của chị Hằng. Wow. Chị Hằng bắt tay luôn, tay mình thì đen mà tay chị Hằng trắng, như chị Hằng vẫn nắm tay mình rất chặt. Yeah. Và chị Hằng nói là Tâm ơi, chị đã xem một những clip của em, kể cả trong trại giam chị cũng được xem. Nếu mà những người mà ủng hộ chị Hằng từ đời đầu tiên đấy là Đậu Thanh Tâm, thì Đậu Thanh Tâm yêu chị Hằng bằng cả trái tim và luôn đăng về chị Hằng, lan tỏa về câu chuyện của chị Hằng. Wow. Lan tỏa về một điều tử tế bằng Nguyễn Phương Hằng. Wow. Yêu bằng Nguyễn Phương Hằng không bao giờ quay xe, không bao giờ thay đổi nha. Wow, không quay xe. Không quay xe luôn, không bao giờ thay đổi. Không bao giờ thay đổi. Vậy là hôm nay là mình gặp ngày đầu tiên là mình gặp hay là gặp lâu rồi chị? Lần nào hôm nay? Mà lần đầu tiên là 2022. Yeah. Đến bây giờ sau 3 năm hôm nay mới gặp lại lần một lần nữa. Yeah. Và gặp một lần mà khóc hơn 1.000 lần. Rất là dễ khóc. Một người đấu tranh cho lẽ phải, cho thử thật, đấu tranh rất là nhiều việc ở xã hội này. Nhưng lại khóc trước một bà Nguyễn Phương Hằng, mà không phải khóc một lần mà khóc hàng nghìn lần. Wow, khóc hàng nghìn lần. Giờ đây không khóc nữa vì thương bà Hằng. Yeah. Thương bà Hằng dám đấu tranh cho lẽ phải mà bà Hằng phải đi chịu những ngày tháng lao tù nha, thương mới khóc. Thương là cái chỗ là đấu tranh cho lẽ phải phải không? Ừ, thương. Yeah. Vì bà đấu tranh cho lẽ phải mà bà phải chịu thiệt thòi. Yeah. Vì bà chịu thiệt thòi cho nên nhắc đến bà Hằng là nước mắt mình nó cứ trào ra. Yeah. Và vì thế mà mình rất là dễ khóc đứng trước bà Hằng nha. Chứ còn mình không phải là người nhỏ bé, mình rất là mạnh mẽ luôn. Wow. Mình nói những cái việc làm to lớn ở xã hội cũng giống như đánh. Yeah. Đây, bảo vệ người bệnh nhân ung thư phải đánh gây chân ở bệnh viện K2 chính là Đậu Thanh Tâm. Yeah. Và đấy là có cái sức hút lan tỏa từ bà Hằng để mình mạnh mẽ dám nói lên lẽ phải sự thật ở cái xã hội này. Đó, đấy. Yeah. Chính là Đậu Thanh Tâm. Yeah, Đậu Thanh Tâm của chú chị ha. Đậu Thanh Tâm không thể chạy sang bên kia được cái này. Yeah. Bây giờ lấy ra ô để chạy đây. Wow, bây giờ hết nha cô chú chị ha, không có lấy ô chạy quẩn nữa ha. Dạ. Không có ô là yêu chị Nguyễn Hằng, chị ấy là một người rất là thật, rất là yêu người nghèo, thương dân.
Dạ trước hết là chị cho khán giả biết chị tên gì ở đâu được chị? À, em tên là Trang. Trang. Hiện tại em đang sinh sống ở Sài Gòn. Dạ, Trang ở Sài Gòn ha, chị Trang ở Sài Gòn ha. Rất là thương chị Hằng, chị là một người rất là thật, rất là bản lĩnh. Dạ. Mọi người chưa từng tiếp xúc gần với chị ấy đâu. Dạ. Em là, nói chung là được, nói chung là cũng có một cái cơ duyên được ở gần chị Hằng một thời gian. Wow. Không có tiện mà nói mình nói nhiều. Đây dạ. Chị ấy là thật sự mà mọi người đem lòng yêu mến chị Hằng là không uổng phí một xíu nào hết á. Dạ, quá. Chị ấy là thương người nghèo, rất là. Dạ. Hay giúp đỡ mọi người lắm, dù ở ngoài đời cũng vậy, ở trong trại giam cũng vậy, chị luôn luôn tìm mọi cách để mà giúp đỡ chị, giúp đỡ mọi người xung quanh. Yeah. Tinh thần mang đến cho mọi người tinh thần rất là tích cực, luôn luôn ủng hộ những người mà người ta đau khổ, người ta tột cùng trong sự đau khổ, thì chị luôn 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 khích lệ, an ủi những người đó, lúc nào cũng đem tới cái tinh thần tích cực cho người ta. Dạ. Mình lên đây từ hồi bữa nay mình lên đây lúc bây giờ chị em gặp chưa? Từ trưa. Dạ trưa hả? Cho hồi nãy bên ca chưa? Bên ca giao lưu nãy giờ chị có gặp hả? Có giao lưu. Dạ. Nhưng mà không có lên gặp gần được. Có được chụp hình lần nào chưa? Chưa. À một chút xíu nữa đây là sẽ được chụp hình chung ha với chị nha. Chị chắc chắn là sẽ cho mọi người được chụp hình chung. Rồi. Dạ. Nên có thể nào giúp em chụp hình chung chị Hằng đó mình? Dạ. Dạ cảm ơn chị ha. Chị nói là chị có tiếp xúc một thời gian với cô Hằng á, chị có thể chia sẻ cho mọi người. Đúng rồi. Tiếp xúc một thời gian dài là ở chỗ nào đâu? À chị biết bạn ha? Mà chị tiếp xúc thì chị cảm nhận cô như thế nào và quãng thời gian đầu đây sao? Cô là một người rất là thân thiện, gần gũi, rất là thương người nghèo. Một người mà luôn luôn mang tới cho mọi người cái tinh thần rất là tích cực. Trong cái sự đau khổ tột cùng nhất thì chị luôn ủng hộ mọi người. Lúc nào cũng khích lệ mọi người cố gắng. Dạ. Yeah. Chị ủng hộ dạ em cũng biết chị cũng hai năm mấy này rồi. Hai năm mấy hả? Dạ. Hai năm mấy là hôm nay là mình tới Đà Nẵng đầu tiên hả? Dạ hôm nay em tới Đại Nam lần đầu tiên để gặp chị nè. Cái lúc mà cô Hằng ở trong trại giam á, chị có đi thăm không? Có đi thăm lần nào chưa? À, cô... có luôn hả? Có không? Dạ. Có dạ. Nhưng mà chưa được hả? Chưa được gặp hả? Chứ ai? Kính thưa cô chú chị, cái chị này là đã có vô thăm cô Hằng ở thành công trại luôn nha. Dạ. Chị không phải vào thăm mà chị dạ. Bay từ Hà Nội vào dạ. An Phước để tổ chức sinh nhật cho chàng ở ngoài cổng trại giam. Ở ngoài cổng, đúng rồi, cổng và có. Và cái em Dương là người quản cái ca một chàng đã ra ngoài và đã bảo là vào trong sẽ nói với chàng hôm nay có Phan Nam Cổ là đầu tay tâm từ ở Hà Nội bay vào đây là ngày 26 tháng 1 năm 2024 là có mang bánh sinh nhật vào đây để nhớ ngày hôm nay là sinh nhật chị Hằng. Là một người yêu quý chàng từ đầu tiên, chị gặp chàng đầu tiên vào ngày sinh nhật 26 tháng 1 năm 2022 và chị là người biết ơn chị Hằng Anh Dũng ở đây thì là chị được thở oxy của Đại Nam khi năm 2021 chị vào đây từ thiện và chị bị Covid ở đây và chị được cách ly tại ở chỗ trường đua Đại Nam và chị luôn biết ơn anh Dũng chị Hằng và chị yêu anh Dũng chị Hằng từ ngày đó đến bây giờ. Chị thở nguồn thở của oxy Đại Nam nên đến tận 2022 chị mới được gặp chàng lần đầu tiên. Và khi năm 2023 chị Hằng không đã chị Hằng đã không còn ở đây, chị vẫn bay từ Hà Nội vào đây là mùng 5 Tết vào tổ chức sinh nhật tại cầu đi bộ, tại cái đường bộ. Và đến hôm nay chị lại có mặt đây, mùng 2 tháng 9 chân chị đã bị gãy, chị nghĩ là chị Hằng sẽ được ra trại vào ngày đó. Thì chị đã đến đây vào ngày mùng 2 tháng 9, hôm mùng 2 tháng 9 chị không được gặp chàng, chị lại bay về Hà Nội. Sau đấy chị đi thiền nguyện khắp nơi, thì đến ngày 29 tháng 9 chị lại vào đây. Và chị được đứng trên sân quần lụa và được chào chị Hằng, em là Đậu Thanh Tâm. Em đến từ Hà Nội hôm nay em rất là hạnh phúc khi được đến đây, đứng nơi đây để chào chị và chị là một người lương thiện, một người yêu nhân dân, yêu đất nước cho nên là em rất là kính trọng ngưỡng mộ chị. Sao ngày 29 tháng 9 chị không bay vào đây chị? Chị có bay đứng ở trên cổng Đại Nam, đứng ở trên sân khấu luôn. Có luôn. Cầm micro chào chị Hằng luôn. Duy nhất một người duy nhất được chào chị Hằng đấy là chị ở cái sân khấu. Ủa sao bố đâu? Đầu Thanh Tâm chị có chào đây. Em là Đầu Thanh Tâm, em chào chị Nguyễn Phương Hằng. Em gặp chị một lần mà chị em khóc hơn 1.000 lần. Em phải là mà chị đứng cái chỗ sân khấu mà đúng rồi, mà áo đỏ đúng rồi. Đúng rồi. Bộ đó em có gì lại vào đây, chị có ôm một người nào đó ra cái bằng ôm tha thiết cái bằng cảm động dân trào cảm xúc phải không? Đúng rồi. Cái là cái những người đấy là hâm mộ chị đúng không? Ngoài hâm mộ chị Hằng, hâm mộ chị bộ đem có gì hình chị đúng rồi, bộ đem có gì hình chị đúng rồi. Nhiều người yêu quý chị ở trên đấy khi nghe tiếng Đầu Thanh Tâm thì đã ào lại chỗ chị đang đứng và ôm chị là chị có cầm cái băng rôn hay cái gì đó đúng, bảo vệ không cho bảo vệ lấy mất đúng rồi bây giờ không cho đúng rồi nãy giờ đi lạc tự nhiên ngồi ngay trên tâm luôn đúng rồi đi lạc xong cuối cùng mãi quay được về và Đầu Thanh Tâm yêu chị Hằng này, em không bán hàng này
không cày trên mạng này, không có YouTube, không có gì cả, chị yêu bằng cả trái tim thôi. Yeah. Nhờ cái tình yêu thương của chị để lan tỏa đến em, để em yêu tất cả bệnh nhân ung thư. Yeah. Em là người cũng đấu tranh có nhiều sự việc. Ừ. Yeah. Viện ca là em và được nhiều người biết đến với cơ qua câu chuyện gãy chân. Nhưng em lại là fan của bà Nguyễn Phương Hằng. Dù ai nói ngả nói nghiêng, từ đầu tiên khi đứng ở chỗ phiên tòa ngày 21 tháng 9, chị đã khóc. Chị nói là chị vào đây nửa tháng để chờ cái phiên tòa này. Và khi mà cái truyền hình quốc hội làm người ta quay chị thì có nói là một cái phiên tòa công tâm thì hãy lắp một cái màn hình để cho chúng tôi có thể theo dõi thấy một bằng với Phương Hằng, bằng Sơn, bằng Thịnh đó. À, rất là cảm ơn các anh YouTuber nhé. Rồi, cảm ơn chị nha. Dạ. Nhưng mà gặp anh Tâm là cái bữa đi cú giáo nha, mà taxi đúng đây hẹn là đây. Dạ. Đây cái dạ. Hồ Phú Giáo An Phước hai người làm dạ. Hết. Dạ. Đây anh này cũng tìm lên chỗ An Phước. Là hôm là anh ở đâu anh cho biết là anh ở ngoài ngã tư xe sao này. Ngã tư sao hả? Mà chạy taxi á rồi dạ. Đầu hẹn ngày đi thăm chị như làm sinh nhật dạ dạ. Dạ. Đi hồi trời mưa. Đây chúng ta gặp lại nhau cũng được hôm sinh nhật 26 tháng 1 năm 2024 bây giờ mới gặp lại nhau đây này. Dạ. 24. Những người yêu chị là cả trái tim nhá. Không buôn bán, không kinh doanh, không cái gì cả, chỉ có yêu chàng thôi. Dạ rồi. Chị Hằng mãi đình, chị Hằng là mãi là một người phụ nữ mà đầu thấy Tâm kính trọng nhất. Dạ yeah, rồi. Đây. Dạ. Đây Hà Nội đây này. Dạ. Từ Hà Nội bay vào rất là yêu quý Phương Hằng này. Chị cho khán giả biết chị tên gì vậy? Cái gì em? Chị cho khán giả biết chị tên gì được không? Dạ chào. Chị Nguyên Hà Nội. Nguyên Hà Nội ha. Dạ. Bay vào từ đêm qua. Đêm qua hả chị? Dạ. Cái ngày 29 tháng 9 là chị có vào đây không? Không hả? Trước dạ không, cái ngày tháng chín vừa rồi cái lúc mà chị của Hằng Dâu hôm nay mới vào ha. Dạ chị hôm nay vào đầu tiên ha chị, dạ trong một lát nữa đây thôi là sẽ được có chụp hình để giao lưu với cô Hằng ha. Dạ chào chị ha. Dạ em là tự nhiên hạnh phúc nhất thế gian. Ở trong buồn có năm người như vậy mà trang này là một lo là người rất là hết lòng hết dạ, môi hết tim gan ra môi cho chị. Vậy tôi nói chị nói cho mọi người chị đi tù mà chị vẫn có phước. Có những người tự nguyện thương chị giống như em đã biết gì chị đâu. Tự nguyện thương, tự nguyện giúp đỡ. Người đi tù đây nè. Chị bị giặt đồ luôn. Chiếc này luôn. Đây là một sự thật. Một sự thật mình bị đổ nhiên là bạn ấy thương mình. Và nhận ra phải nói là chị muốn kiếm em. Chị cũng muốn kiếm em, mà chị đã hôm nay là em đã đến đây thì về chị cũng rất là vui. Em trả đất mày chọn hôm nay em ổn rồi, ok rồi, đừng có đi chia bài, đừng đi chia bài, đừng có 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 đi chia bài là số 1 luôn. 2 năm thấy không? Thôi chị cảm ơn em rất là nhiều, bây giờ mọi người đang ở đây chờ. Đây là một câu chuyện có thật hoàn toàn, như quý vị khi tôi bước chân vô trại giam. Lúc đó là mấy giờ em? 2 giờ sáng đúng không? Cán bộ đưa chị cái gì? Đưa chị cái gì? 2 bộ đồ đúng không? Rồi em kể tiếp cho mọi người đi, sau đó chị thay đồ ra xong chị nằm xin nhiệm vụ. Cái việc đầu tiên mà chị Hằng bước vào phòng giam là nhà gì mọi người không? Một cái điều mà không ai làm được đâu. Đồ mà người ta vô trại giam á, ngủ không được đâu. Này là cái gì mà lo sợ, cái bàn hoàng, cái tâm lý mà nó không thể nào ngủ được. Việc đầu tiên dễ em ngủ đã rồi tính. Ngủ đâu? 10 giờ sáng, 9 10 giờ sáng. Đêm ngủ dậy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mãi mê không thao luôn. Không biết được ra là Thank you.